giá trị của mình bị lợi dụng thì sao ạ? Có nên rời khỏi những người không cùng tần số không ạ? Giá trị của mình bị lợi dụng thì em cứ để cho họ lợi dụng thôi, sao cứ để họ lợi dụng đi em ạ. Đấy là mình đang cho đi đấy, bởi vì bản chất con người ấy, ai cũng muốn là người khác mang lại cái lợi lộc cho mình, đúng các bạn? Các bạn sẽ chơi với những người mà họ mang lại giá trị cho mình đấy. Nên nếu như mà bạn là cái người mà quá nhiều giá trị để người khác lợi dụng ấy, thì bạn hãy vui vì điều đó trước. Còn giả sử như mà khi mà mình ở bên cạnh họ mình không thấy vui nữa thì thôi mình rời đi. Còn nếu như mà mình ở bên cạnh họ, thấy họ lợi dụng mình và mình thấy mình vẫn vui thì cứ ở thôi, cứ để cho họ lợi dụng thôi. Cái đấy gọi là cống hiến thôi các bạn. Ví dụ như này nhá, các bạn hay bảo lợi dụng kiểu như này đúng không? Đấy là ví dụ như các bạn có năng lực, các bạn làm rất tốt ở công ty ấy và ai cũng biết điều đó. Nhưng mà ông sếp thì ông không trả bạn lương cao đấy, ông ấy chỉ có trả lương mình thấp thôi. Đấy thì mình bảo là mình kiếm cho sếp rất là nhiều tiền mà sếp lại trả lương mình thấp như này, sếp đang lợi dụng mình. Thì thôi, như thế là em rời đi, em làm công ty khác hoặc em ra mở riêng. Thì cái đấy nó cũng là một tư duy, cũng là một cách tư duy nhé. Nhưng cũng có một cái cách tư duy khác là thôi, mình đang làm với sếp, mình đang được sếp yêu ái, sếp thấy mình kiếm được nhiều tiền thì sếp cũng trân trọng mình. Thì thôi, mình cứ nỗ lực, mình cống hiến cho tổ chức đi, mình chả suy nghĩ gì. Và mình tin một điều rằng là vừa rồi một ngày sếp cũng nhận ra cái sự cống hiến của mình, cái sự nỗ lực của mình, thì sếp sẽ cho mình cái cơ hội để phát triển. Thì có hai kiểu người đấy nha các bạn. Một là kiểu người là thấy mình làm được là sẽ rời đi luôn để tự làm riêng, để tự kiếm tiền. Cái người thứ hai là người ta thấy mình làm được nhưng người ta sẽ nghĩ là người ta ở lại, người ta cống hiến cho tổ chức. Thì cả hai nhóm người đấy thì theo các bạn, nhóm nào sẽ thành công hơn, nhóm nào sẽ có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn? Cái nhóm thứ hai, nhóm ở lại làm với sếp ấy, thì thường là cái nhóm kiếm được nhiều tiền hơn đấy các bạn. Bởi vì khi trải qua các sóng gió thì cái người nhân viên đấy sẽ được sếp rất là trân trọng, và sau này những cái vị trí quan trọng ấy thì sẽ để cho những cái người nhân viên trung thành đến người ta làm đấy. Còn bạn ra bạn mở riêng, bạn thấy bạn giỏi, bạn tốt, bạn siêu, bạn ra bạn mở riêng thì bạn là đối thủ của sếp, sau này có thể trở thành đối thủ của sếp, bạn là người đứng mũi chịu sào. Nhưng nếu như bạn ở lại, bạn cống hiến vì công ty đấy, thì sau này sếp sẽ là người hỗ trợ bạn, không phải là đối thủ nữa, không đối đầu nữa đấy. Bạn sẽ được tận dụng những cái nguồn lực của sếp đấy. Và cái tỷ lệ ra mở riêng xong thất bại rất là nhiều. Các bạn biết là 90% những cái công ty startup sau đó đóng cửa, tức là 10 ông mở ra thì chỉ có một ông là trụ được thôi, còn lại 9 ông là thất bại. Nên là các bạn đừng nghĩ là mình là người bị lợi dụng nha các bạn. Hãy nghĩ là mình là người đang cống hiến cho tổ chức, cho anh em, cho bạn bè. Thì yên tâm đi, các bạn cứ cống hiến đi. Nếu như giả sử sếp không nhận ra ấy, thì những người thân của mình họ sẽ nhận ra, những người xung quanh mình họ sẽ nhận ra, lính của mình họ sẽ nhận ra. Bạn là người hết lòng như thế thì sau này sẽ có người hết lòng đi theo bạn. Còn giả sử như sếp tệ quá, sau một thời gian mình nỗ lực lắm rồi mà sếp vẫn không nhìn nhận đánh giá thế, thì tự khắc cuộc đời mình ấy, những cái người không phù hợp với mình ấy, thì tự khắc người ta sẽ rời khỏi cuộc đời mình. Các bạn cứ để ý mà xem, tất cả những người mà còn đang ở bên cạnh chúng ta là những cái người xứng đáng ở bên cạnh mình đấy. Còn những người mà không xứng đáng ấy, thì tự họ sẽ đào thải khỏi chúng ta. Nhưng các bạn không phải lo là vì mình cống hiến nhiều như thế thì mình bị thiệt, không sợ đâu nha. Anh ơi, đối với người khác mình biết người ta như nào, mình có phải giả vờ không biết không anh? Như này nha em nhé, tư duy như này này, đấy là đối với con người ấy, chỉ cần nhìn thấu, không cần nói rõ. Khi bạn nói rõ ra rồi ấy, thì nó không còn là rõ nữa. Ví dụ bây giờ có người hỏi bạn là bạn đánh giá tôi là người như thế nào, thế nếu bây giờ chúng ta đưa ra cái lời đánh giá, người ta sẽ bảo đấy nó chỉ là đúng một phần con người tôi thôi. Nếu như mà bạn nói tốt thì người ta nhận hết là tôi tốt như thế, nhưng bạn nói xấu ấy, thì người ta sẽ không nhận cái phần xấu đấy. Bởi bản chất con người là kể cả là các bạn có chê người ta nhá, có chê đúng như chăng nữa thì người ta vẫn nghĩ là cái điều đấy không đúng với họ, ai thế thôi. Thế nên là với người ấy, chỉ cần nhìn thấu, không cần nói rõ đâu nha. Đi thiền thì sẽ hiểu ra một điều rằng như này. Trước đây Đức cứ nghĩ là thiền nó là một của một cái tôn giáo nào đấy, nó là một cái nghi lễ nghi thức nào đấy, nhưng mà thực ra không phải đâu các bạn. Đi thiền thì chỉ chẳng qua là một cách luyện tâm thôi. Chúng ta có 3 phần nhá, là phần thân, phần tâm và phần tuệ. Phần thân thì mình luyện nó bằng cái cách đấy là chúng ta tập thể dục thể thao đúng không, nâng cao sức khỏe của mình. Rồi phần tuệ của mình thì mình luyện tập cho nó bằng cái cách là chúng ta đi học, chúng ta đọc thêm nhiều cuốn sách, chúng ta nạp thêm cho nó nhiều thông tin. Thế còn phần tâm thì chúng ta rèn luyện nó bằng cách gì? Thì đi thiền chính là cái cách để rèn luyện tâm của mình. Cái tâm của mình ấy, nó luôn có những cái suy nghĩ nó khởi lên. Nếu như mà các bạn không học thiền ấy, thì các bạn rất khó để kiểm soát nó. Đơn giản ví dụ như này thôi, các bạn ngồi các bạn xem live của Đức này này, nhưng mà thi thoảng trong đầu bạn nó sẽ khởi lên những cái suy nghĩ là trưa nay ăn gì, người yêu của mình đang ở đâu, sắp tới Tết rồi thì kiếm tiền đâu ra, kiểu như thế. Tức là chúng ta sẽ không quản lý được những cái suy nghĩ nó cứ khởi lên trong đầu mình, mặc dù là mình muốn tập trung vào cái việc gì đấy. Thì đi thiền ấy là giúp cho chúng ta tập trung vào cái suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ quản lý được cái việc là mình suy nghĩ cái gì. Đấy, và nó hay một cái chỗ ấy, đấy là khi các bạn quản lý được cái sự tập trung của mình thì các bạn sẽ không tập trung vào những cái nó tiêu cực nữa. Ví dụ như các thầy mà dạy Đức thiền ấy, thì các thầy luyện đến cái mức là bây giờ những cái đau đớn ở trên cơ thể ấy, thầy không tập trung vào nữa. Thì sau cái quá trình đi thiền ấy thì mình
chưa đạt được đến cái level như các thầy là không thể đau. Thế nhưng mà bây giờ ví dụ như mà muỗi đốt ấy, có thể không gãi được nếu thích, mà ngồi thiền là nó cũng hết. Rèn luyện được cái sự tập trung, mình chuyển hướng được cái sự tập trung sang chỗ khác. Thì khóa thiền Đức tham gia đấy là nó là 10 ngày. 10 ngày vào đấy là không có nói gì nha các bạn. Đến ngày thứ 10 mới được nói, còn 9 ngày đầu tiên ấy là không được nói chuyện, không được dùng điện thoại, không được mang sách vào đọc, không được mang sổ vào ghi chép, không có gì hết, chỉ có ngồi và suy nghĩ thôi. Ăn, ngủ và thiền thôi. Sáng thì 4 giờ đã phải dậy rồi. Một ngày thì ăn hai bữa chính là bữa sáng và bữa trưa. Bữa tối thì không ăn. Đến cuối giờ chiều thì có một ít hoa quả để cho các bạn ăn nhẹ thôi. Còn những cái thiền sinh cũ ấy là thường là cũng sẽ không ăn vào buổi chiều luôn. Thế đấy 10 ngày liên tục là như thế. Đấy, nhưng mà sau cái quá trình khổ luyện như thế thì đổi lại một cái đấy là cái tâm của mình nó tĩnh hơn. Mấy ngày đấy ăn chay xong thì thấy cơ thể rất là khỏe. Đấy, nên là nếu mà có cơ hội thì các bạn nên thử nhé. Mình rèn luyện thân thể rồi đúng không? Mình rèn luyện trí tuệ rồi đúng không? Thì mình cũng nên rèn luyện phần tâm của mình nữa. Hạnh phúc là biết chấp nhận cái sự khác biệt của người khác đấy các bạn. Đấy, khi nào các bạn nhìn thấy người khác mặc cái áo khác mình, đi đôi giày khác mình, cắt cái kiểu tóc khác mình mà các bạn không thấy khó chịu, không thấy bực tức mà thấy vui, thấy thích, thì đến lúc đấy cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đấy, có những bạn là nhìn thấy người khác cắt cái kiểu tóc không như ý mình mà xong rồi các bạn thốt lên trông chán. Thế tự dưng cái từ chán đấy của bạn nó đã ngấm vào người bạn rồi. Tự dưng là cái hình hài thì của người khác nhưng mà cái cảm xúc tiêu cực thì nó lại là của mình. Nó dại thế, nó lại chọn là cái cảm xúc tiêu cực về mình thế. Đáng ra người khác xấu đẹp như nào ấy thì mình cũng vẫn vui. Thì có phải là cuộc sống nó vui không các bạn? Nên là nhiều khi là người khác xấu mà mình lại buồn, thế là dại rồi. Nên là khi mà các bạn trông thấy ai xấu, trông thấy ai không vừa ý thì cứ kệ họ nha, cứ vui nhé. Cuộc đời của họ, cuộc sống của họ, hình hài của họ, họ chịu mà. Nhiều bạn bảo là trông kiểu tóc đã thấy chán. Thế thì đời nhiều cái nó còn chán hơn á. Cái ngôn từ của chúng ta nó ảnh hưởng đến cuộc sống, ảnh hưởng đến cái chất lượng sống của mình rất là nhiều nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.